Chào mừng tất cả cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo của Trái Dây Quê. Thì ở Lục Ngạn bây giờ đã vào gần như là sắp chuẩn bị vào giữa vụ của vải Thanh Hà và cũng như vào đầu vụ của vải thiều rồi. Thì ở ngày hôm nay ở đây, ở Lục Ngạn đây cũng có rất nhiều các điểm cân. Như bao điểm cân khác thì hôm nay mình đứng ở điểm cân Tân Quang. Điểm cân Lục Ngạn thì mình sẽ giới thiệu sơ qua có một vài điểm cân như sau. Là đầu tiên sẽ đến Lục Ngạn là điểm cân đầu tiên là điểm cân ở phố Kim Lục Ngạn, và đến điểm cân thứ hai là điểm cân ở trên Chũ, điểm cân thứ ba là điểm cân ở trên phố ngã tư Cơ Khí, điểm cân tiếp theo đó chính trên ngã tư Cơ Khí đó chính là ngã ba kép Hồng Giang, và sau đó đến điểm cân ở trên Lim rồi sau đó đến điểm cân ở trên ngã ba Phì xong rồi đã đến điểm cân của Tân Quang. Điểm cân Tân Quang xong sẽ đến điểm cân ở trên Mai Tô của Phì Điền, và tiếp theo đó là lên đến điểm cân của cầu Chét và Đồng Cốc, và sau đó là đến điểm cân của Tân Hoa rồi đến điểm cân của Biển Động. Thì hôm nay thì mình đang đứng ở điểm cân của điểm cân Tân Quang đây. Hiện trạng thì bây giờ là 6:30 sáng. Đường thì đang bắt đầu tăng đường các bác ạ. Đây, điểm cân 6:30 sáng ở điểm cân Tân Quang đã bắt đầu tăng đường. Giá cả thì không biết như thế nào, mình sẽ đi từng điểm hàng để xem giá cả của ngày hôm nay như thế nào. Có được giá ưng ý không? Đây thì hôm nay mình đang đi sang cái điểm này ở đây. Cô lại không anh ạ? Đây các bác ơi, bây giờ trong thời điểm tăng đường này thì mình sẽ cùng với các bác đi sang kia để xem các chị hôm nay mua được giá như thế nào. Thì hôm nay ở đây vui anh ạ. Đây, giờ sẽ đi ở đây quay trong cái điểm hôm nay giá cả hôm nay được như thế nào. Ui, chú. Hiện trạng bây giờ này đang điểm tăng đường mà mình chưa xem được giá. Thôi thì xem ông anh này ở đây bán giá vải thiều Thanh Hà đấy anh nhỉ? 16 anh ạ. À. Không, em đang bảo là vải của anh Thanh Hà ấy, hay vải thiều Thanh vậy? Hà chứ. Sao mà nhìn trắng thế Thanh Hà, giờ nó phải đỏ dọi cơ. Thanh Hà cuối vụ rồi. À, cuối vụ rồi. Nhà anh như thế này, hộp xốp này thì hết chưa? Hết rồi. Hết rồi à? Đây để xem ông anh nhà bán sọt Thanh Hà để giá bao nhiêu đây. Bao nhiêu sọt này rồi anh? 25 à? Anh ơi, sọt này bao nhiêu đây? 30. Vậy bây giờ mình sẽ sang cái điểm bên kia các bác. Điểm bên kia có nhiều điểm Trung Quốc hơn. Hôm nay giá nhà mình bao nhiêu rồi anh? Hôm nay thì mình sẽ qua cái điểm ở bên này để quay cho các bác thấy là cái giá cả này bao nhiêu. Bây giờ bên kia đang tắt đường các bác, bây giờ đang ở điểm ô tô này chưa thể sang để hỏi giá cho các bác được. Bây giờ các bác phải chờ em một chút xíu đó để em tìm cái chỗ em lách em di chuyển sang. Đây các bác ơi, bây giờ bạn sang đến bên này để quay ở cái điểm bên này rồi để xem hôm nay ở cái điểm này là được giá bao nhiêu. Hôm qua em vừa di chuyển tốc độ hơi nhanh. Đây, bây giờ là sẽ đi sang bên cái điểm của Trung Của, điểm của cân Trung Của xem được giá bao nhiêu. Chú ơi, nhà mình được giá bao nhiêu rồi chú? 32 à? 32 rồi các bác ạ. Đây, đẹp bên này giờ được 32. Vâng. Bác ơi, nhà bác con này được giá bao nhiêu rồi ạ? 32 ạ. Đấy, cứ đầu ba hết rồi. Đầu ba hết rồi các bác. Đây, các bác có thể nhìn thấy là cái giá vải mà đầu 3, 32 này của vào hàng Trung Quốc này. Đây, các bác có thể nhìn thấy là nó 10 quả như 10 luôn. Mẫu mã và chất lượng quả thì thôi rồi, quá là đẹp ưng luôn. Chú ơi, chú ở xã nào đi bán chú nhỉ? Cháu nhìn chú này, cháu cá chắc chắn một chú ở Giáp Sơn. Thế à? Đây, các bác có thể nhìn thấy là vải vào chuyến chú này đây này. Cái vải vào hàng tàu là 10 chuyến như một. Đấy. Và 10 sọt như một luôn, hay là tất quả 10 quả như một luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đều nhau này. Bác ơi, nhà mình hôm nay dậy từ mấy giờ sáng đi bẻ đây ạ?
3 giờ sáng. Thế là nhà mình được 2 chuyến rồi chú bác. Không, thì cứ làm 1 chuyến cho nên một chuyến thôi. À, thế là nhà mình có mấy người làm mà dậy từ 3 giờ mà mới được 1 chuyến như này à? Hai người. Thế bác quay là bác gái làm được. 3 giờ. Các bạn ơi, quần đúng sai. Vâng, quần sai. Vâng. Đây. Nhà đi tới nước mình 8 giờ ra. À vâng. Thế nhà bác là ở xã nào đấy bác? Đến Hồng Giang. À. Nhà bác ở dưới Hồng Giang, bác lên này bán. Vâng, bác vào bán đi ạ. Vâng. Đây lại tiếp tục bác lại. Bác ơi, hôm nay nhà mình được giáo nhiều rồi bác? 32 ạ. Hôm nay cháu thấy là đều 32 hết bác ạ. Vâng, bác cho cháu xin cái phiếu nào. Ôi, đỏ dọi luôn. Đấy, chữ nó phải thế này. Ờ, con cảm ơn bác nhá. Hôm nay nhà bác này được giá 32 các bác ạ. Đều mình ở đây từ tháng là được giá 32 đều rồi. Bây giờ sẽ đi sang cái bên này, sang cái cửa hàng nhà bên chị này hôm nay. Thì được giá đều, chị được giá bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ đi sang tìm xem cái giá vải thiều hôm nay là ngày hôm nay được bao nhiêu nhá các bác nhá. Để ra đây quay được giá vải thiều hôm nay được đắt không. Chú ơi, nhà mình hôm nay giá vải thiều được giá bao nhiêu chú? Vải thiều 20 thôi. 20 ạ? Vải thiều được 20 các bác ạ. Ui. Các bác có thể nhìn thấy là đang sắp tắt đường ở cái điểm mà Tân Quang này. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy này. Giá cả ngày hôm nay. Thì hôm nay vải Thanh Hà thì vẫn được trên 30. 32 đấy các bác có thể nhìn ở trên phiếu đấy. Còn vải thiều thì hôm nay được giá 20 đấy các bác ạ. Chết được. Đây các bác ơi, bây giờ sẽ qua cái chuyến vải thiều đấy nhá, vải thiều chính vụ coi này. Đấy. Xem được giá bao nhiêu. Hôm nay cao nhất thì được bao ạ? Tôi vải thiều chính vụ hôm nay được giá bao nhất bao nhiêu rồi? Chính vụ. Vâng. Như cái chuyến này hôm nay cô cho bao nhiêu? Đang giá 18. 18 à, 18 19 ạ. Thế vẫn chưa ngừng ạ? Chưa, rồi 2 năm thì không mua được. Đây xem cái giá của hôm nay bao nhiêu. Cái chuyến này của nhà mình được cho bao nhiêu chú? 24 ạ, 24 cơ. Đây là vải Thanh Hà hay vải thiều chú nhỉ? Thanh Hà. Đây rồi. Để xem hôm nay được giá ở đây được giá bao nhiêu. Ui, ở đây thường chị ơi, nhà chị được trả giá bao nhiêu rồi ạ? 28 rồi ạ. Vải nhà chị là vải Thanh Hà đấy chị nhỉ? 28 rồi. Là chị chưa bán à chị? Đang lưỡng lự. Vâng. Đây các bác có thể nhìn thấy là giá vải đỏ rọi thế này, nhưng mà chưa biết giá cả sao cả. Bây giờ mình sẽ đi qua cái chuyến của trong hàng Trung Quốc xem hôm nay giá bao nhiêu. Cháu chào cô. Cô ơi, cái này nhà mình cho giá bao nhiêu đây? Không giá cao ạ? Không cao là bao nhiêu? Đây các bác ơi, thì hôm nay em sẽ đi xem vài anh như nhà mình được trả giá cho anh. Chưa thấy gì. Nhà mình từ đâu đi bán đây anh? Tân Tân Quang à? Thế là nhà mình hôm nay bẻ được mấy chuyến rồi anh? Chuyến đầu thôi. Thế nhà mình mấy người bẻ mà hay là dậy muộn sao mà ra muộn đây? Hai vợ chồng à? Vâng. Đây các bác. Hôm nay thì ở cái điểm này hôm nay ở cái điểm này thì các bác có thấy hôm nay giá thì nó không được cao bằng giá hôm qua. Hôm nay là giá trung bình là sẽ được 32-33 vải Thanh Hà của đi Trung Quốc nhé các bác nhé. Đấy là cửa Trung Quốc rồi, còn không phải cửa Trung Quốc là được có giá hai mấy thôi đấy. Còn vải thiều chính vụ thì được giá 20, 18, 19, 20 giá tầm trung đấy. Các bác có thể nhìn thấy bây giờ nó tắt đường rồi này đấy. Điểm cung cấp giá của em hôm nay đến đây là kết thúc rồi các bác. Anh em mình được trả giá cho anh. Trả rồi. Bao nhiêu mà anh chưa gặp đầu ạ? Này mà là 20. 20 ạ? Thanh Hà hay là vải thiều anh nhỉ? Thanh Hà. Em cứ nhìn thấy bây giờ nó vải Thanh Hà, vải thiều nó cứ tựa nhau, bây giờ bà con ấy bán trắng. Thanh Hà nó
cái kiểu mà chưa chín hẳn nha anh nhỉ. Đấy. Đấy. Đấy các bạn có thể nhìn thấy là bây giờ ở điểm này là đang tắc đường rồi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là đang tắc cứng luôn đây này, các bác có thể nhìn thấy không? Còn điểm cung cấp giá của sàn trái quê hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi nhá. Đừng quên nhấn like, thích, chia sẻ, ủng hộ sàn trái quê nhiều hơn để nhận những video thông báo mới nhất nha cả nhà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của ngày mai, giá cả ngày mai nha các bác. Hôm nay giá cả thì nó hạ nhiệt hơn ngày hôm qua rồi. Cảm ơn các bác nha.